là có cái trường hợp mà lấy cua không trả tiền rồi có lúc đó hả? Hai chồng đẹp đó cô không thấy, rồi cái cô này nè, cô ra của nó vô trả tiền cua người ta, rồi cái bà đi mua bây giờ đầu xe lại, thế là hai chồng trả lại cua không qua luôn. Mà dì ba cũng bị lừa nhiều lắm rồi đó con, có nhiều người sẽ đem gian ở đây, bà con mua hai cái cua cho tôi mượn 300 ngàn. Chị, bộ coi có người nào trả tiền hay không vậy đó. Là hồi lúc có người không trả tiền hả anh? Có người lấy cua đi luôn á, không trả tiền. Mình phải bắt lại. Anh bắt à? Hoặc là trả tiền mới cho đi, đúng không? Dạ. À, đây là con hẻm dì ba bán cua nha các bạn. Hẻm 565 đường Nguyễn Trãi, quận 5. À, từ ngày dì ba bán cua bắt khách tại con hẻm trên đường Nguyễn Trãi, thì con hẻm này trở nên nhộn nhịp hơn, cứ mỗi vào giờ trưa. Có người họ mua 3-4 kg nè. Đây những người đây sẵn sàng đợi lâu để được mua cua của dì ba. Chỉ còn 50 phút nữa thôi là dì ba sẽ đến. Có nhiều khách rất hào hứng để được thưởng thức sử dụng cua của dì ba. Có người đã ăn vài lần và có người thậm chí chưa ăn lần nào. Nên giờ quyết tâm đứng chờ để ăn bằng được cua của dì ba đây các bạn. Lên mạng thấy bà ba bán cua rồi ở nhà đi mua thử rồi. Đây lần đầu tiên tôi đi. Lần đầu tiên đi. Nhưng mà hôm qua có ra lần rồi mà đâu biết vợ đâu, bà bán hết rồi. Rồi hỏi thăm cái anh bến đường, anh nói là 12 giờ rưỡi chú ra trước 12 giờ rưỡi. Thì nay chú mới ra. À, vậy là chú trước đó đã đi một lần rồi. Đi rồi qua đi ra mà không có biết giờ giấc. Cái anh ở đó anh nói mà chú muốn mua phải đi trước 12 giờ ra ngồi chờ mới có cua. Chú ở đâu tới? Chú ở cũng gần đây nè con, chứ mới xa mà, tại vì nhỏ gái nó thích ăn á, mà ở nhà mua về làm nó cực. Rồi thấy nó làm nó ngon quá rồi. Nếu chú đi mua, rồi chú định mà đi ra ghé đây mà đông quá chắc chú cũng về chứ biết có hay không. Nhưng mà chú, cái giá thì chú thấy được không? Cái giá thì nói chung là thấy trong mạng nó nói là 600 ngàn ký đó. Dạ đúng rồi, đó là cua thịt với cua gạch, còn cua cốm là 1 triệu. Giữa đâu có gì đâu, cua ngon thì nó phải ngon tiền. Thì nói chung là nhà mua gì thì phải làm chứ mình đâu biết mua. Rửa đầu cái gái nó kêu vợ chú với chú qua đi, mà đi không có ba nản mới đâu đi. Đây gái nó kêu đi rồi chú đi. Để đi coi ấy thì mua về ăn được. À, đây là những người đàn ông trong con hẻm của dì ba bán măng cua. Những người này thấy cảnh già neo đơn của dì ba, nên là cứ mỗi giờ bán cua là những người đàn ông này sẽ ra phụ dì ba, cũng như là coi tiền hay là đếm tiền như là căn cua giúp dì ba. Đây một chị có mặt trên con hẻm 567 đường Nguyễn Trãi chuẩn bị chỗ cho dì ba tới bán cua. Căn làm gần đây nè, chưa là đây chơi phụ quả vậy đó. Phụ coi có người nào trả tiền hay không vậy đó. Là hồi lúc có người không trả tiền hả anh? Có người lấy cua đi luôn á, không trả tiền. Mình phải bắt lại. Anh bắt à? Mà trả tiền mới cho đi, đúng không? Dạ. À, anh phụ dì ba được bao lâu rồi anh? Hay là mới thời gian đây? Mới thời gian đây thôi. Anh cũng anh em đây này đó. Anh em đứng nói chuyện đó, anh em ba này. Đấy là phải đây dì ba đã tới nha các bạn. Đây cảnh được giành giật của cô gọi gì ba đây các bạn. Rồi vừa đặt con cua chúng mà đã không còn một con nào trên mâm. Còn không cua gặp không? Hết rồi, rồi luôn. Đây mâm cua vừa đặt xuống là đã hết rồi nha các bạn. Chưa tới 1 phút. Đây đưa em tờ 500 em đưa lại 400 này. Rồi đủ ha. Đây những cô hàng xóm phụ dì ba cân cua và đếm tiền. Anh mua bao nhiêu tiền anh? 1 triệu. Là anh chờ bao lâu để được mua con cua này rồi anh? Con xui rồi. 15 phút. 15 phút. 15 phút được 4 con. Anh rất là đủ mà còn ai nữa không? Anh ở xa tới đây không anh? Anh ở xa không? Ở xa lắm. Dạ. Anh ra đó. Ở quận 8 thôi. Anh chờ xong rồi, anh này ở quận 8 qua mua, rất là hào hứng khi mua được cua của dì ba. Có cua gì cô ba? Có cua gì cô ba? Hai con cô ba, như lên. Hai con nữa. Tôi biết ở trên mạng á, thì có share về thông tin của bạn. Là mình thấy thật sự ra là cua thì ở đâu cũng có bán, nhưng vấn đề là mọi người nên ủng hộ cua của bà là vì sao? Là vì ở đây á là thứ nhất là bà bán cua rất là ngon, thứ hai nữa là cua của bà làm rất là sạch sẽ. Bà bán cua là không có cột bằng dây mà cột bằng dây thun ha. Một phần nữa là mình thấy mấy cái video clip á là bà pha từng cái miếng dầu á lên con cua rất là kỹ. Một phần nữa bà bán giá rất là hữu hiệu nữa, và bà cái hoàn cảnh của bà nữa, thì mình nghĩ là những cái yếu tố này á mọi người nếu mà ở trong thành phố Hồ Chí Minh á thì nên ủng hộ bà. Mình mua là 650 một kg nói với cua. Đây cảnh tượng người mua rất là đông. Chị còn cua gạch không? Cua gạch rồi chị này. Con đây con này. Thôi bây giờ em ba đủ không vậy? Ba mấy sao đủ cua gạch mà. Một con nhiêu? Còn một con đủ không? Anh này con nè. Bán 2 con, bán 2 con. Cướp hết trơn. Con nhiêu? Cướp. 330. Đó là cướp rồi. Có ai đấy nữa không? Chị lấy được 320 đi. Gạch đây con đi. Quả của mình nhiều sao rồi. Đây anh này mới mua số cua là bao nhiêu tiền anh? Khoảng 1 triệu ấy. 1 triệu mấy? 1 triệu. 1 triệu đúng rồi anh. Anh ở nhà anh ở đâu lên đây mua vậy anh? Anh Bình Thạnh. Anh Bình Thạnh. Tại vì sao anh biết mâm cua của dì ba ở đây anh? Đó anh đọc trên mạng á. Là lần đầu tiên anh ăn đây luôn à? Đúng rồi. Nói chung chắc anh hơn người ta nên anh giành giật, không có giành giật mà hơn người ta nên tới cũng có liền. Đúng là tưởng là đi về tay không rồi chứ. Đây là ăn cua à, chạy mà không. Ngày nay bao nhiêu ký vậy ba? 40 kg, thấp rồi hả? Con chỉ đây lấy nè. Đấy, còn hai con cuối cùng của cô gì ba. Vậy không có lấy. Nhiều quá. Không lấy đâu mà điểm nó ở đây. Tôi nói hai con kìa. Hai con đây. Sau khi lục ra là còn hai mấy gì ba? Còn 20 27 28 gì đó. 28 tiền. Đồ luôn nguyên một bao quá trời đi. Hai con nữa nhiêu cô chị Diễm? Hai con nhiêu kìa. Tại sao hôm nay bà trễ luôn mọi ngày thường không mọi ngày. Trễ là tại măng nhiều quá đó, măng mệt. 2-3 thưởng á. À, dì ba thấy khách mua nhanh như vậy dì ba có vui không? Vui quá trời vui. À, có mấy người đứng đây phụ dì ba bán nữa nè. Mấy người hàng xóm rất là tốt bụng nè. Bữa nào nó bá phụ chứ nè. Rồi cô gì nó có gì đặc biệt không? Không có gì đặc biệt, mình mua cô sống không mà nó mình hấp. Khi hấp thì nhờ cái hấp nó mới là nó ngọt thịt chứ còn không có làm gì trong á. Dạ thì vì sao con thắc mắc và mọi người thắc mắc là vì sao lúc trước bà bán lại có 15-16 kg này mà bây giờ lại tăng lên 40 kg á? Thì bây giờ á thằng lính. Đây là những người vệ sĩ đặc biệt bên dì ba mỗi khi là bán này các bạn. Đây. Đặc biệt là hai chị này luôn tính tiền mua giùm dì ba. Cái anh này là nó cho ở sớm không à? Sớm mỗi lần dì ba ra là mua lại phụ á dì cũng vậy luôn à? Ờ, chị là chị bán trái cây đây. À, bán trái cây đối diện của dì ba. Rồi, tại sao dì giúp đỡ dì ba vậy? Thấy dì ba có mình tội nghiệp quá, bán khách đông có sợ mất tiền nên chị phải xách cái cân của chị qua phụ dì ba bán. À, chị là người đưa cái cân của chị qua để cân cua và kiểm soát tiền của dì ba giùm. Đúng rồi, đúng rồi. Thế còn sớm thì chị phải lo chuẩn bị tiền lẻ để phụ dì ba nấu chứ tại dì ba không có tiền nấu. Bán thằng là mấy trăm với triệu mà đâu có tiền. Để chuẩn bị khoảng triệu với lại em. Không mấy ngày đông á. Đông mình coi người ta lấy tiền bả chứ để nó đi luôn. Thế là sao? Hôm qua anh đứng ngoài anh cưng, anh lấy cưng nhỏ của bả nó ngoài nào xách ra vô đây cưng tính tiền luôn á. Cái cưng mà bả không xài nữa, ai bả không biết tính tiền, đúng không? Bao nhiêu trăm ra không biết tính bao nhiêu tiền. Để tụi anh ngồi nhậu là bả quay hỏi ê mấy trăm ra bao nhiêu tiền quay mình tính giùm bả trước đó. Anh còn anh nghe nói là có người mua mà không trả tiền không? Hôm qua mất cua, hôm qua đông có mất hôm kia đông có mất cua. Người ta lấy người ta không đưa tiền anh. Rồi lấy bỏ vỏ đi luôn. Kỳ vậy? Tại hôm qua nó không có ra, hôm kia nó không có ra. Hôm qua anh ra đứng anh coi mà sách chở ra ai tin cho mày luôn tính tiền đúng không? Rồi tôi nó vô lấy muốn tiêu cành rồi cho. À bà chị lấy hai con nữa, để tôi đem hai con này cho bà chị trước. Bây giờ lại tôi lấy tôi trả tiền luôn, đi tiền. Đi luôn á, lấy hai con trước. Lấy hai con trước đi luôn. Không nhọc tới nữa. Ở chữa lại nó bàn bờ quá, lấy tiền trước hai con, lấy tiền hai con đúng không? Đã được tiền chứ có gì. Phải đi mượn tiền đó đâu chẳng mấy chục triệu sửa nhà rồi. Em tới nhà thấy không? À, em tới nhà. Em thấy. Đóng tiền góp. Nhà nó cũng sập rồi làm cho nó sửa. Cô ơi, con thấy cô là người dân trong cái hẻm này thì cô thấy dì ba bán như vậy thì sao cô? Sao hồi đó dì ba bán thế lắm, từ ngày ra nó có thần linh giúp đỡ, thần linh cứu hộ. Có thần linh của bà đây đó, tụi nó làm đổi con hồ của anh cô đúng không? Dạ, cô là người trong hẻm này à? Xóm thôi, rồi ra cái đám đông quá, sợ mất cua, sợ mất tiền, rồi thấy dì ba hoàn cảnh gia đình nữa, nghiệp. Có thời gian gì ra bệnh, con bệnh, chồng chết, rồi con chết. Rồi không thân mình, dì ba mượn tiền nữa. Vô tình ra với dì ba mượn tiền để làm gì, lo cho chồng con, mình sửa nhà. Hôm qua vẫn không thấy sửa nhà không, thấy đẹp không, cái nhà ghê lắm. Bây giờ đã, bởi vậy không, bữa giờ muốn nói chuyện dì ba là bán nhiều lo trả đòi. Trả đòi cho nó cho sau. Mới đầu thì bán rai rai, bán... Mới đầu là rai rai thôi. Mấy ngày đầu á là bán chừng nửa tiếng mới hết. Rồi bây giờ hôm nay 5 phút rồi hết cua, không thấy không keo, keo quá trời. Là hàng ngày cô phụ rồi dì ba bán á, thì công việc của cô phụ dì ba là cái gì vậy? À, khâu tiền. Khâu tiền là gì đấy con? Khâu tiền với sợi ta chen vô, đưa cua ta khâu tiền thôi. Còn cô này là hơn. Là phụ dì ba coi bán rồi căng cua rồi thu tiền giùm dì ba. Chứ sao giờ thấy mình không có giúp đỡ tiền bạc cho người ta, mình giúp được cái tinh thần. Chứ mình khuyến khích cho người ta để cho người ta có tuổi thọ họ kéo dài ra. Giờ như vậy mà nó có động lực, nó có sự sống đó. Tìm thấy niềm vui trong cuộc sống hàng ngày á. Cũng như mình đang buồn, tự nhiên có một người vậy, ví dụ họ không có tin tưởng được con cháu, điều con cháu ra phụ bà thấy cho tôi tiền, tâm lý là vậy, không tin tiền tôi không phụ, đa số là vậy thôi. Em nghe nói là có cái trường hợp mà lấy cua không trả tiền rồi. Có, hai dòng này đó cô thấy, rồi cái cô này nè, cô ra cô nói vô trả tiền cua người ta, rồi cái bà mua họ mới dọn đầu xe lại, thế là hai chồng trả lại cua không qua được. Người tính xấu ha. Sang trọng. Không, nhưng mà dì ba cũng bị lừa nhiều lắm rồi đó con. Có nhiều người sao đem dì ăn tới đây. Bà cứ cho tôi ăn cái cua, cho tôi mượn 300 ngàn. Chị phụ cho dì ba hả? Lúc nữa mà thấy đông người á, bán người con hay con thôi. Giờ nào mà ít thì bán nhiều. Chứ giờ ví dụ người ta lại đông quá là mua hết. Không phải mà ăn để cho biết thôi. Chẳng như tôi nói lại tôi mua gì cho con tôi ăn cho nó biết hả? Chứ giờ nhiều người ta mua nhiều hết rồi bán mấy người nhiều, mấy người đi. Đúng rồi, hôm qua bán với chị đó. Không phải, ăn thì nó hết nhưng mà ý là nhiều khi thấy đông á, chị phụ chị có ý kiến. Thôi giờ họ đông quá, chia người 2 con, 3 con gì rồi.